Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại đình Nhân Hòa, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, để ba của Hoa tiếp tục cưa mé nhánh hai cây sao này. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ mé nhánh cây sao này như thế nào nha. Ông quánh cháo lỗ lã gì? Mà thương này xin cái mặt hung ghét xỏ mặt. Cây sao này, mé nhánh cây sao này ngay ngã ba đường luôn. Cái đường đi qua sông để đi học ở phía bên kia là trường tiểu học Long Thắng. Có hai cái nhánh, có nguyên một nhánh lớn luôn, nó xà vào trong cái mái đình Nhân Hòa. Cái đình này chắc cũng lâu năm rồi. Xuống nghe.
Bà con Hòa bị cắt cái nhánh mà đã bị chết khô rồi, bị tét nhánh. Chờ mấy cái nhánh sau này nó ngang ngang không, mà nó dài vào trong cái phần mái đình nữa, nên bà con Hòa mở cái bộ móng leo và đôi dài ra để dễ di chuyển ra mấy cái nhánh nhỏ phía bên ngoài, và giữ lại cái bộ đai để giữ cơ thể được an toàn. Phía bên này có đường dây điện nữa nè, bởi vậy ba con Hòa mới leo lên phía trên cao hơn một chút. Khi mà nhánh rớt xuống nó không bị vướng dây điện. Gỗ quá chắc chắn luôn. Bên kia có cái thành cầu. Bây giờ sẽ nối sợi dây lớn rồi. Đây là con Hoa leo lên phía trên treo dây. Ở phía bên dưới có cái miếu nhỏ nè. Cái hàng rào. Phần đọt của cái nhánh cây sao này.
chắc có thể là ba con hai sẽ cưa nhỏ nhỏ cho nó rớt trong sân đình luôn. Dính vào mái nhà, mái đình đó thì ba cũng hoa sẽ nắm kéo ra phía ngoài một chút. Cái phần đọt, phần lá ba cũng hoa đã cắt bớt rồi, cái nhánh nó hơi nâng lên cao một chút rồi. Kêu anh Hiền coi có trúng nhánh mai phía bên dưới không, nếu có thì sẽ lấy ra. Thì đó thì là như vậy á. Thế là bà của họ lấy sợi dây nhỏ lên cho nó, cái xây dây lỡ. Bác này đang phục vụ văn nghệ, quá hâm mộ bạn của Hòa. Cà quá mùi luôn. Mỗi buổi chiều tan trường về, anh cùng em đi chung bước. Câu hẹn câu thề, ai chốt cỡ đầu môi. Dù cho biển cạn non mòn tình, ta không tái đòi.
nãy ta hồng kia đánh bói leo gì đâu kia. Anh khổ em sầu dân dân dòng lễ tha. Mấy bác ở đây chơi ác quá, lấy cái nón. Mấy bác về lấy cái nón bỏ tiền vô. Từ đây thôi nha, anh về sau âm thầm đêm thời gian. Xóa mờ với em mến liều. Ôi ai quên đi cho kẻ du vi. Người trăm năm thì nguyện gắn bó. Lần đầu tiên tôi mới thấy cảnh này. Anh ơi em nào mở chi đầu quá giác ngọc để mang câu giống hộ tình người. Anh có biết đâu nỗi lòng em tan nát. Thương em nhiều tao thương mãi đêm đâu. Mưa rơi lạnh muốt khung trời. Mưa bao nhiêu hạt anh thương người bấy nhiêu. Dù rằng đôi ngã chia vôi. Mong ai thấu hiểu cho trách hờn chi đâu. Ba của Hoa cũng ngứa nghe. Mấy em à, cảm ơn mấy em à. Dạ. Được như tiền, ê, được như tiền, cảm ơn mấy em nha. Lết hả? Lết. Trời. Mấy bác là đúng vui tính luôn. Kia gì làm đó. Lớn tuổi vui quá. Lấy xong rồi để tôi. Tôi có bệnh hoạn gì đâu bắt tôi lết. Hồi nãy giờ bà của Hòa cũng lấy cái bộ móng và bộ đai lên nè. Để leo lên phía trên. Lấy cái sợi dây treo nhánh. Rồi đeo cái bộ móng leo. Nó an toàn. Giờ mấy tháng ra đây leo lại. Không bao giờ gửi tiền về đâu. Ăn xin cầu đình. Ăn xin cầu đình. Cắt cái nhánh kia. Chị cắt nhánh trong đình. Ngày đó nó ẹo vào trong cái. Quên ngắt nhánh dưới rồi. Vậy là bà của Hòa cắt hai nhánh dưới luôn chứ không có để.
giờ nghe bác ở phía dưới hát ngứa ngàn. Tình em đó rồi năm tháng qua mau như con sông nhỏ trong lòng lòng lòng. Dần nước trong xanh soi anh trăng rằm. Mấy mươi năm sống cùng ta ra trận là bấy nhiêu lần trở nặng chiến công. Dòng sông lớn lên quê hương bơm gàng lửa đàn. Nắng dãi mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chớ nhiều nhung nhớ. Ông An ơi, chung thủy đợi chờ. Quê em là bài ca bất cần. Phan Quốc Hòa treo cái sợi dây cho nó đu phía ngoài nè. Tại vì bên phía dưới là cái miễu nhỏ. Quá đông bỗng nhớ về tân. Hay đắng mặn nồng. Dân thơm ngát tình em ơi. Nhánh nào cũng dài hết. Trời gần chấm tới với đất luôn. Nhánh bên đây nè anh Hiền. Kéo xào bên đây luôn. Cho ra giữa đường nè. Cho gốc ra giữa đường. Hiền múc ăn cơm nhiều vô chút nha. Hiền múc ăn cơm nhiều vô chút nha. Cái máy chạy bằng cơm mà không ăn cơm là sao kéo nổi anh Hiền. Cơm nó là nếp bây giờ. Nó nếp à? Cơm nó là nếp. Xong. Ngày nào cũng ăn nếp. Cột cho ở cái cổng dây đó cột trong người ba con. Cái gì sợi dây đó chút nữa chuyền máy cưa xuống á. Kéo máy rồi xuống. Chuyền máy cưa với lại đem nước đuổi quần áo rồi. Ba con cột vô. Không cho nó nằm đó luôn đi anh Hiền. Cái này nắm dở cái nhánh nó lên nữa cái được. Ê tát. Mới nói. Rồi xô nó ra mấy ngoài luôn. Chửi nhánh mà này nó chửi mà này nó cho ngã gọn ra
Ông năm nay 90 tuổi rồi. Ông này cũng chắc ở trong đình. À, ông nhờ bà cô Hoa cưa một nhánh ở phía trong này nữa. Nghe đây nó hơi ẹo nè. Hồi nãy lá nhiều quá, Hoa quay cũng không thấy rõ. Còn nhánh đang xả vậy mà nó giật nguyên cái thân cây luôn. Đã mé nhánh rồi.
xong cây sao này rồi đó. Bà cô Hoa cũng đã cưa mé nhánh cây sao này rồi. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.